Xin chào, đây là Bim. Bim là nhân viên marketing online, chịu trách nhiệm về doanh số thông qua hoạt động trên các kênh trực tuyến. Hôm nay, Bim sẽ triển khai chiến dịch email marketing để tăng doanh số cho Lala, một công ty cung cấp lắp đặt thiết bị và thi công văn phòng. Bim gửi email cho 20 khách hàng và số lượng phản hồi là không, Bim không kiếm được đơn hàng nào. Bim à, hãy thử đọc lại email mà mình viết đi. Sản phẩm chức năng chỉ có Lala, công việc thân mến, Bim đã bán phẩm văn phòng, sản phẩm tốt, sản phẩm rất tốt, rất chất lượng và phù hợp xu mới. Sản phẩm khách hàng rất tốt, chỉ có Lala sản phẩm tốt, hãy đặt hàng. Đây là thông tin chính thức, một email của họ để số 0134579 để được tư vấn. Thân mến, Bim. Trời ơi, email này chán quá. Và bạn nghĩ ông nhiều tiền sẽ phản ứng thế nào? Lại là thư giáp, thật phiền phức. Và rồi, Bim khám phá ra copywriting, một môn nghệ thuật mới giúp những email của Bim tiếp cận được với nhiều người hơn. Từ khi biết copywriting, Bim đã biến quảng cáo thành một cuộc đối thoại chứ không phải là một cuộc độc thoại. Tức là Bim để khách hàng tương tác chứ không chỉ nói và nói. Đưa đến cho khách hàng những thứ mà họ cần thay vì đòi họ mua thứ mà Bim có. Làm cho khách hàng thích và tự nguyện mua hàng thay vì ép buộc họ. Và bây giờ, hãy xem email của Bim sau khi học copywriting nhé. Ồ, vậy là giờ Bim không đòi hỏi ông nhiều tiền mua hàng nữa mà đưa lại cho ông ấy một lời đề nghị hấp dẫn. Và tất nhiên, ông nhiều tiền sẽ nghĩ nghe được đấy nhở, thử xem sao. Và cứ 20 email được gửi, Bim lại có được 6 phản hồi. Chỉ 6 phản hồi thôi. Từ từ đã, Bim mới chỉ nhập môn copywriting thôi mà. Đợi đến lúc Bim luyện công thành thạo copywriting, bạn nghĩ xem Bim sẽ có bao nhiêu phản hồi. Mà thôi, Bim không tiết lộ đâu. Bạn hoàn toàn có thể tự thử và khám phá mà. Bạn thấy đấy, Bim không hề thay đổi nội dung của bức email. Bim chỉ thay đổi cách thể hiện nó mà thôi. Đó chính là sức mạnh của copywriting.